vlog không? Ta để tiếp. Mà chú. Má chân chèo mà xong ịn vô đấy rồi mà cảm nhát nha. Dạ. Nha. Cành núi luôn không? Quá. Cây pin hồi nãy là đưa mày không hả? Chào mừng anh em đến với kênh Quỳnh Chuột Vlog nha. Hôm nay mình sẽ dẫn anh em review cái cánh là xanh ca đêm nha các bạn. Ai ghê vô kìa. Đây là bán chiên bên Hậu Cần. Mấy là chiên Hậu Cần đây. Đây là thỏ lành chín. Đây nước mắm đồ. Nay mình sẽ dẫn anh em xuống trải nghiệm cái chuyến săn đêm. Xem tết cái đèn xì anh quên. Quả tết cái tết. Tết con não. Đấy đấy cái kia cái gạc ở phía trước ấy, đấy có cái phía trên đấy ngồi em mới bình nó có cái gạc ở trên cái cốt ra ở gạc xuống cũng tách nè rồi thao đơn tách cho thao kết bằng đêm rất là khó đi nha anh em cây trà tôm. Và mình đã tới con suối rồi. Vân cầm điện thoại em lên tuấn cho mình Vân. Có hai người mà. Không có đâu. Có đây nè. Rồi, cứ điện thoại xong rồi. Còn đây lấy cho họ đem sắm tuấn cho mình ra đây mà. Nào ra đây mà. Cái anh Hậu vừa lắc rồi. Riết riết với người da đen lại họ đưa cây rồi giống như mày cầm miếng nào mía không đây nha anh làm đây nha cái đây dầu kéo đeo dầu gạo đeo cho rồi mình anh em chuẩn bị xuống cái vực này nha anh em này vực trước cái trong đèn của mình này nó rất là sâu 3 mét nước đầu nó thành đấy nó mua sao gì 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 vậy gì lạnh không ôi dù thâu quá ôm ô làm rộm nha. Quả đuôi được sau đây hai cái gỡ mình cũng tay bánh được ra trời rung à tưởng đầu với bánh hai cái gỡ mình cũng tay à ở dưới đây cho nó đậu bánh hết á bánh cái đồ hai cái hiện luôn gỡ mà cũng tay mà không đúng anh ở dưới đây là bố mà đợt lát trong nước chút tim á hả cái là phụ to gì đâu. Đồ ba có mày thở trời cầu chỗ này xong nè bố mà sao mà pin sạc cũng sáng cũng rồi đâu có sạc đâu qua sau hoàn cho hiểu rẻ đây hiểu rẻ đây từ chỗ đấy á chỗ chọn anh quá quá cả lối sao rồi con bự bự nè đi sao chọn mình trốn cái miếng vay trong nước cái vay còn anh vẫn không quên phải xăm cái à xăm cái đầu tư rồi vô chứ xăm cây gâu rồ mười gâu bên rồ mười á anh quên quay cho nó đẻ 5-8 nữa rồi còn gì mà yêu đây mắt em lặng đây thâu cho được like đồ nó được chưa nên trong này không thâu đến lát nữa hôm hốt ăn trong họng chuyến lời phẩm đấy anh em mấy ông cầm lên đi mấy ông như cá chép vậy à. Để quay nhiêu năm cho ta 5.000 nữa nha nè anh lên quay. Cái mẹ kia hai. Đừng có rồi chán trực tiếp vô nó bị chói á. Đấy. Mày chói nó mày chói mấy con cá hả? What the?
lập người lập công. Cho nó lên dĩa không? Anh dư kia, còn anh đây cầm. À giờ này anh đút cái nĩa vô anh cầm bằng tay nè. À cho nó sang. Thâu ạ. Giờ mắt thương rồi thấy cũng đỡ đỡ đưa lên cái màn hình điện thoại cái dài quá. Này con mình thì 5 tuổi nha bạn. Sao ta kêu mày kèm cái cục đá đâu? Cục đá đâu? Đi lấy cá mà ba. Đây. Cái tập đoàn chuyên ăn đêm đây. Anh ngồi cứ bạch chút cái nó quy xứ cứ rừng rúi. Lặng kiếm ốc kiếm cua dòng trong địch thúi như mà. Ui vô bằng áo vô. Hả? Đi chi trống nữa. Ở đâu em? Ở đâu đâu em chẳng lắm thôi chứ là cam giờ coi như cả ký hơn ký ra. Dạ. Ơi, mấy nhỏ ấy hả? Thì cái tình xéo đầu ấy. Tự nhiên cái chi bằng bắn cỏ anh chạy nói quá không? Được lắm. Làm ăn tôi nó nói dọn. Rồi cái đồ mẹ màu đấy không nhậu. Luôn nằm trong lưỡi, không bao giờ đi bên cá. À đồ mẹ. Anh ung dung tôi mượn nó dọn. Chậu nó ra sao đeo tầm cả chân nửa tiếng nó chạy gì nó quả cho thác đâu. Anh nói chứ anh đùm mẹ không thể làm cho dối à, mày mua đeo cung. Con bánh đèn đèn cho. Đùm mẹ. Thằng bánh là phải nhúm lấy hai nhúm lửa vài bán nó nhúm một mùa. Nó cạn hàng chỗ tao bụng đấy, tao cố đấy cái gà nó khuyệt loại ba bốn tay để thì chè dữ. Hôm nay rồi khuyệt luôn. Hôm giờ tầng 2 này. Thằng áo xanh đấy nó không bắt được ra banh rồi, nó cũng thú được ra banh rồi. Năm em lúi với một em phê nha. Không. Thằng lên đây nó đuối hôm nay nè. Giờ tao ăn thờ lành kia thôi. Thờ lành này đuối làm ta chuối ơi. Bớt đuối. Thằng yếu mà kia nó không bao bến mà cứ ở bên đây mà yếu thì... Thằng này thờ ăn đứng đây. Được cái nước ăn. Thằng thiệt nó vào đây. Đây. Đây cũng một thời ăn nữa đây. Theo giờ kia cũng có. Được yếu ta không? Ăn là yếu chứ mà mạnh nuốt. Xương thâu ra như dâm nè. Nó không giao vô một tiếng ạ. Đây, rảnh quá làm rồi. Đấy. Và cuộc chơi đã kết thúc nha anh em. Và chuyến săn hoàn thành rất là tốt đẹp. Giờ là mình ra về. Vâng, và video đến đây xin kết thúc nha. Nếu anh em nào thấy hay thì nhớ cho mình một like và một chia sẻ nha. Yeah.